Dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 269 tỷ đồng. Trong lần đại tu thứ ba này, cầu Thăng Long Hà Nội được bóc sạch lớp bê tông, lớp keo dính hiện hữu để phủ lại bề mặt bằng công nghệ mới. Dự án được khởi công từ ngày 16 tháng 8 năm 2020 và sẽ hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2020, sớm hơn dự kiến nửa tháng. Dự án hiện đang trong giai đoạn trải thảm bê tông nhựa. Quá trình sửa chữa mặt cầu Thăng Long lần này được áp dụng giải pháp gia cường, tăng cường mặt cầu thép thành mặt cầu liên hợp nhẹ, liên hợp giữa bản mặt thép hiện tại với bê tông siêu tính năng UHPC, có kết hợp sử dụng lớp phủ bê tông nhựa siêu mỏng tạo dáng, liên kết giữa bản mặt thép hiện tại và bê tông siêu tính năng bằng đinh neo tiêu chuẩn dài 5cm và lưới cốt thép. Sau khi hoàn thành đổ bê tông siêu tính năng, sẽ được thảm một lớp bê tông nhựa polymer. Cầu Thăng Long bắc qua sông Hồng được xây dựng từ cuối năm 1974, hoàn thành vào giữa năm 1985. Cầu Thăng Long có 2 tầng dùng chung cho đường sắt và đường bộ, trong đó cầu dành cho ô tô lưu thông ở tầng 2, phần đường ô tô rộng 16,5 m, gồm 4 làn xe, chiều rộng hành lang bộ hành hai bên 2 m. Sau lần sửa chữa vào năm 2009, đến nay, mặt đường tầng 2 cầu Thăng Long đã bị hư hỏng rất nặng và đang được tiến hành đại tu. Nhà thầu sửa chữa cầu Thăng Long cho biết, đơn vị thi công đã gia cường mặt cầu thép hiện tại, sau đó hàn các đinh neo thép vào bản mặt thép và lắp đặt lưới thép. Đến thời điểm hiện tại, sau khi đã hoàn thành độ lớp bê tông siêu tính năng UHPC có cường độ chịu nén, chịu kéo cao, độ dày tối thiểu 6cm, đơn vị thi công đang thực hiện các công đoạn cuối của sửa chữa mặt cầu Thăng Long là thảm bê tông nhựa polymer. Nhiệt độ nhựa khi thảm luôn được kiểm tra liên tục để đảm bảo đạt nhiệt độ theo quy định. Mỗi ngày, nhà thầu thảm 1/2 liên dài 336 m với diện tích 2.800 m2. Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, thời gian thảm xong toàn bộ mặt cầu là 10 ngày. Đồng thời, dự án thực hiện thay thế các khe co giãn đã bị hư hỏng, sửa chữa lề bộ hành, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông. Là một trong những cây cầu quan trọng của thủ đô Hà Nội, tính đến nay, cầu Thăng Long đã trải qua 2 lần đại tu và hàng trăm lần sửa chữa nhỏ. Sau lần đại tu thứ 3 này, cầu Thăng Long được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả sử dụng tối đa, chấm dứt hoàn toàn tình trạng chấp vá sửa chữa tái diễn trong nhiều năm qua.